chào mọi người, mình là Thành đến từ công ty quản lý quỹ Thiên Việt. Xin chào mọi người, mình là Thu, mình đến từ công ty quản lý quỹ Thiên Việt. Chào tất cả các bạn, mình là Vũ, mình cũng đến từ công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tài chính dễ nhân kẹo. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Dennis, 28 tuổi, nghề nghiệp kiến trúc sư tự do. Em có nhận thức về tài chính từ rất sớm, nhưng nhu cầu tiêu pha cũng rất cao. Sau này kiếm được khá hơn thì chỉ biết gửi tiết kiệm ngân hàng. Đến khi bắt đầu tìm hiểu về đầu tư thì đã ở độ tuổi 30 mất rồi. Thêm nữa, trong tình hình dịch bệnh hiện tại, công việc khó khăn, dòng tiền không ổn định nên chỉ dám đầu tư an toàn, ít mạo hiểm. Em cảm thấy mình đang đi chậm hơn so với giới trẻ hiện nay, kiến thức đầu tư còn hạn chế, không biết phải tiếp tục đầu tư như thế nào, mong các chuyên gia cho lời khuyên. Thì đối với cái câu hỏi của bạn ấy thì mình nghĩ là bạn nên bắt đầu trước tiên từ cái việc chi tiêu của bản thân. Tại vì là như bạn cũng đã nói là về cái tình hình dịch bệnh nó phức tạp như hiện nay, với cả cộng thêm với cái công việc hiện tại của bạn là freelance architect, thì mình nghĩ là bạn nên bắt đầu trước mắt là bạn phải có một cái kế hoạch tài chính chi tiêu cá nhân nó hết sức là rõ ràng, và hạn chế tối đa những cái chi tiêu nào mà mình cảm thấy không cần thiết. Tại vì khi mà cái tình hình kinh tế khó khăn thì ai cũng sẽ phải cắt giảm chi tiêu của bản thân mình mà thôi. Sau khi mà bạn đã đặt được một cái kế hoạch về mặt tài chính cá nhân ấy, thì bạn sẽ tiếp tục tiến tới bước tiếp theo là bạn sẽ xem xét xem là nên đầu tư vào những cái loại hình tài sản nào. Thì nếu mà theo như mình thấy thì bạn sẽ là một người mà cái khẩu vị rủi ro của bạn sẽ khá là thấp, và bạn sẽ hướng tới các tài sản mà an toàn nhiều hơn. Thì nếu mà như thế thì bạn nên tìm hiểu trước từ những cái sản phẩm mà có lãi suất cố định, ví dụ như là tiền gửi này, hoặc là bạn tìm hiểu sản phẩm tích lũy của FinHai, hoặc là tìm thấy các cái quỹ trái phiếu của những cái quỹ đầu tư nó có uy tín ở trên thị trường, và bạn bắt đầu từ những cái đơn giản và nó ít rủi ro như thế trước. Sau đấy, sau khi mà bạn đã tích lũy được một cái số vốn nó khá hơn và cái độ chấp nhận rủi ro của bạn cũng tốt hơn, thì bạn hãy tìm hiểu vào những cái sản phẩm mà có tính rủi ro cao hơn, như là cổ phiếu hay là hàng hóa hay là phái sinh. Thì đấy là cái lời khuyên của mình dành cho bạn đối với cái câu hỏi này. Theo mình nghĩ thì nếu như bạn đã lập ra một cái quỹ để bạn đầu tư, đối với độ tuổi là 28 như bạn thì bạn nên phân bổ, đó là tỷ lệ đầu tư là 50% và tỷ lệ tiết kiệm hoặc là tích lũy là 50%. Bởi vì bạn vẫn còn rất là trẻ và mình còn thời gian để cái khoản đầu tư của mình correct trong tương lai, và bạn nên đón nhận cái cơ hội đầu tư càng sớm càng tốt. Chào anh, có bổ sung ý kiến thế này. Thực ra thì 30 tuổi thì chưa phải là quá muộn để suy nghĩ đến việc đầu tư đâu. Và thực ra nó là sớm ấy. Tại vì bây giờ 30 tuổi là bắt đầu bạn mới có tài sản để đầu tư, và bắt đầu có thể đi có thời gian đi tìm hiểu rồi. Anh bổ sung thêm là khi mà tìm hiểu đi đầu tư thì bạn nên tìm hiểu về chiến lược dài hạn hơn là chiến lược ngắn hạn, tức là bạn phải hiểu được là mức độ, có thể nói là comfortable của mình khi mà đầu tư các loại tài sản như thế nào, về mức độ rủi ro và return để đi hướng dài hạn. Chẳng hạn như mình chấp nhận return của mình khoảng 10% một năm thôi, không biết có cao hay không, nhưng mà ví dụ như vậy. Dài hạn hơn là ví dụ 20 năm, mình duy trì, cố gắng duy trì return ở trong vòng 20 năm, 30 năm gì đấy, thì nó tốt hơn là bạn nghĩ là năm nay là thị trường hàng hóa hay là thị trường cổ phiếu rất là tốt, thì mình muốn là 50%, nhưng mà năm sau thì lại không có gì, thì cái đấy nó sẽ khá là ăn sổi và nó không đi được dài hạn, nó không xây dựng được cái nền tài chính bền vững cho bạn. Lời khuyên cho những người mới đầu tư hiệu quả: không bao giờ là quá muộn để đầu tư. Đầu tư là một hành trình dài, không phải một cuộc đua xem ai về đích trước. Khi mới bước chân vào thế giới tài chính, bạn có thể sẽ bị choáng ngợp. Đừng lo lắng, hãy bắt đầu với các kênh đầu tư an toàn như trái phiếu, tiền gửi, và nâng cấp dần lên các tài sản mạo hiểm hơn như cổ phiếu khi bạn đã có nguồn vốn và kiến thức vững chắc hơn, cũng như mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn. Hãy đầu tư dài hạn và trung thành với chiến lược mà mình đã đặt ra. Đừng cố gắng chạy theo xu hướng hay bị hấp dẫn bởi các khoản lợi nhuận không bền vững. Nếu còn bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy comment xuống bên dưới video để FinHay tổng hợp và giải đáp giúp bạn. Share video trên các trang mạng xã hội để lan tỏa thông điệp ý nghĩa. Đồng thời, nhấn đăng ký kênh và bật nhận thông báo để kịp thời đón xem những video mới nhất từ FinHay bạn nhé.